đi. Còn bông của bạn đấy. Thích con bông quá thì ôm mỗi bông đi ngủ nhá. Nào thấy đưa cho một bông ôm chặt lấy. Cái thân nó to nhưng mà cái đầu của nó vẫn còn con nít lắm. Có khi sau này cũng thế. Cứ đưa cho con bông ôm chặt lấy xong bắt đầu à. Đấy, đưa cho con bông ạ, đưa đây. Đưa đây. Hư là không cho chơi gấu bông nữa nhá. Như kiểu là con nít lắm ấy. Hư là giấy gấu bông nhá, không cho lấy gấu bông. Đây. Hư là không cho ôm gấu bông nữa nhá. Ngoan chưa? Từ giờ phải ngoan mới có cho ôm gấu bông, nghe chưa? Nghe chưa? Đưa con gấu bông đây. Con đã ngoan chưa? Con ngoan chưa? Rồi đặt thanh niên này đến nơi rồi về đặt cho gấu bông nữa. Đây. Đâu có bông đi ngủ à? Cũng thích chơi gấu bông. Chết. Đấy đi ngủ đi. Đấy, đừng có treo nó. Cứ lấy con gấu bông của nó. Lấy một con gấu bông của nó. Ôi trời ơi. Chết mất. Mà đây, đây con gấu bông của con đây. Đàn ông đàn nàng thích đi chơi gấu bông nữa khiếp tâm. Chết mất rồi. Ôi, mày cho đi ra đây chơi với được con gấu bông sướng nhè. Thích nhà bây giờ ôm gấu bông đi ngủ nữa, tao thua mày. Nhá. Đàn ông con trai nó còn được trẻ con nữa, ôm gấu bông đi ngủ đấy. Đưa con gấu bông đây, giả con gấu bông đây, nhanh lên. Đàn ông sợ chơi gấu bông đấy hả con? Ừ? Giả con gấu bông đây. Thôi được rồi, của cậu tất rồi, không lấy của cậu. Bánh mèo lắm. Đây rồi, không lấy của cậu nhá. Nhìn cái mặt nó xuống. Nhìn cái mặt nó, được con gấu bông nó xuống. Nó thở. Cái loại. Con thích gấu bông thế à? Ừ. Thích gấu bông như thế cơ à? Thế cho con mang con này về nhà chơi nhá. Đây, cho mang con gấu bông này về nhà chơi. Đi đâu, gấu. Thua anh nhá. Coi kiếp mặc cho quả gấu nữa à. Thích gấu rồi mặc cho cả quần áo gấu nữa à. Tôi đến thua. Thế thế nào? Trời ơi. Béo quá không nít được vào gì. Thôi cài hai cúc rồi. Béo quá, bật cúc rồi. Không cài được. Chặt. Ôi giời, lên đây. Thả lên đây. Bắt lên đây. Ôi giời ơi. Đấy nhá. Mã nguyện chưa? Thích gấu chưa, được làm gấu chưa, đội cho cái mũ nào, còn cái mũ gấu ấy kìa. Úi giời ơi. Nói ra anh ta kiểu nửa mùa dám bán đi mà này. Cái loại quần áo này là quần áo mùa đông, mặc làm mẫu rồi nhá, mùa đông mới được mặc, mùa đông mới nóng được.
Ui dồi ôi, cái bị thân này. Gấu, con gấu nhà ai đây? Nhà ai sổng chuồng lạc vào đây? Đây, chuẩn bị đây. Đến thua. Ôi là còn lòi trong ít mông này. Béo quá, lòi trong ít mông nữa này. Kiểu hẳn là mặc quần chấm bi đấy. Một lần nước mong lần nữa. Mặc quần chấm bi đấy. Chết lắm. Chụp chết hay là vui cười. Ôi dồi ôi, hiếp ôm gấu ngủ sướng, phê đân ra rồi ạ. Con hôm nay nó ra đây tự dưng nó nhìn thấy con gấu nó thích cái này chứ. Ai biết được. Có quần chấm bi hơi hoành tráng ấy. Đúng không? Hơi hoành tráng ấy.